chúng ta đã rất háo hức để có được giây phút khai mạc của tuần lễ này. Và vào lúc này, chúng tôi xin được phép chính thức mời quý vị bước vào đêm diễn đầu tiên của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week xuân hè năm 2017. Now, ladies and gentlemen, without further ado, let us invite you to join in our journey with the first show of the first day of Vietnam International Fashion Week Spring Summer 2017. Trong đêm khai mạc hôm nay, chúng tôi xin được phép giới thiệu với quý vị phần biểu diễn các bộ sưu tập của các nhà thiết kế Xuân Thu Nguyễn đến từ nước Pháp, nhà thiết kế Trung Thanh Phong đến từ Việt Nam và kết màn sẽ là bộ sưu tập của nhà thiết kế Betty Trần đến từ Australia. Today we welcome to the latest collections brought to you by Xuân Thu Nguyễn from France, Trung Thanh Phong from Vietnam and Betty Trần from Australia. Đầu tiên, xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với một trong những bộ sưu tập được xem là được mong chờ nhất trong đêm mở màn hôm nay, đến từ nhà thiết kế Xuân Thu Nguyễn. Cô là người Việt Nam đầu tiên được mời tham gia Hiệp hội Fédération de Haute Couture Pháp với bộ sưu tập Story of the Heart. Thông qua bộ sưu tập này, nhà thiết kế Xuân Thu Nguyễn muốn kể câu chuyện về bản thân mình với tất cả những điều xuất phát từ trái tim mình. And now we would like to bring to you one of the most highly anticipated collection of tonight by Xuân Thu Nguyễn, the very first Vietnamese to be invited to participate in the Fédération de la Haute Couture France with the collection Story of the Heart. Through this collection, she would like to tell you her own stories by her own heart. Ladies and gentlemen, Story of the Heart by Xuân Thu Nguyễn from France. Và bây giờ, xin mời tất cả quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón bộ sưu tập đầu tiên của tuần lễ này, Story of the Heart from Xuân Thu Nguyễn from France. Thank you.
Thank you.
Tất cả chúng ta hãy cùng chào đón Story of the Heart, nhà thiết kế Xuân đến từ nước Pháp. Ladies and gentlemen, Story of the Heart by Xuân from France. Một lần nữa xin mời quý vị chúng ta cùng chào đón nhà thiết kế Xuân đến từ nước Pháp. Xin mời nhà thiết kế ở lại sân khấu đôi chút ạ. Ladies and gentlemen, Xuân from France. Một lần nữa, rất mong tất cả quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay cho nhà thiết kế đã mở màn rất thành công cho tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week Xuân hè 2017.